Sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối lý tưởng, Bùi Thị Lan Anh trở niềm tự hào của Việt Nam khi đoạt danh hiệu cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương Điếc Quốc tế Miss và Mr. Dear International vào năm 2016. Bùi Thị Lan Anh sinh năm 1995 tại Vĩnh Phúc trong gia đình có 3 chị em gái. Cô từng theo học tại trường cao đẳng sư phạm Trung ương, Lan Anh bị điếc bẩm sinh. Dù có khiếm khuyết nhưng cô sống lạc quan, vui vẻ và sở hữu sắc vóc xinh đẹp. Chính vì thế mà vào năm 2015, Lan Anh đã tham gia cuộc thi Hoa khôi Điếc Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất. Năm 2016, cô được cử tham gia cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương Điếc Quốc tế Miss và Mr. Deaf International và đoạt ngôi vị Á hậu 2. Cuộc thi được tổ chức tại Mỹ và thu hút thí sinh 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia. Sau cuộc thi, Lan Anh không tham gia showbiz Việt. Cô tập trung chủ yếu cho công việc và chuyện học hành. Mới đây, Lan Anh thu hút sự quan tâm của nhiều người khi chia sẻ về hạnh phúc hiện tại của mình. Theo đó, Hoa khôi Điếc Việt Nam đã kết hôn vào cuối năm 2023, chồng cô là Joe Sandana. Bị điếc năm 2 tuổi nhưng Joe luôn khát khao chinh phục những đỉnh núi cao nhất và chu du khắp nơi nên chọn nghề nhiếp ảnh. Anh đến Việt Nam trong lịch trình khám phá Đông Nam Á. Dịp ấy, Joe kết nối với những người bạn Mỹ đang sống ở Việt Nam. Họ mời thêm những người bạn điếc khác, trong đó có Bùi Lan Anh. Buổi đó, nhóm người trẻ trụng đầu vào nhau nói đủ chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Joe bị hút về phía Lan Anh, một cô gái xinh đẹp, hài hước và sôi nổi nhất. Anh giơ máy ảnh chụp hình cả nhóm và bật cười khi thấy Lan Anh làm trò trêu mình. Khoảnh khắc đó, tôi biết chắc Lan Anh là một nửa hoàn hảo của đời mình, Joe kể. Phải lòng Lan Anh nhưng lúc đó Joe không biết cô từng là hoa khôi người điếc Việt Nam năm 2015 và Á hậu 2 cuộc thi Miss and Mr. Deaf International, Hoa hậu và Nam Vương người điếc quốc tế tại Mỹ năm 2016. Lan Anh từng học ngôn ngữ ký hiệu quốc tế trong thời gian đi thi Hoa hậu người điếc ở Mỹ và có nhiều bạn bè người nước ngoài nên nói chuyện với Joe mà không chút e dè. Cô chỉ xem anh như những người bạn mới quen khác. Khi nhiếp ảnh gia người Mỹ nói lời yêu chỉ sau lần đầu gặp, Lan Anh từ chối. Tôi cũng nói thẳng là không thích một người đàn ông chọc đầu, cô nhớ lại. Rời Việt Nam nhưng chàng trai Mỹ dội bom tin nhắn khắp các tài khoản mạng xã hội dù cô gái không nhận lời kết bạn. Suốt nửa năm, anh kiên trì gọi, nhắn tin hỏi thăm không sót ngày nào. Tôi cứ chờ xem anh duy trì được bao lâu, cô kể. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của chàng trai Mỹ cũng chạm được tới trái tim Lan Anh. Khi đọc tin nhắn Sorry, I still can't forget you, please reconnect me, xin lỗi, tôi không thể quên em, làm ơn hãy liên lạc với tôi. Sau hơn 7 tháng, cô xúc động, chấp nhận đề nghị kết bạn của anh. Ngay lập tức, Joe gọi video lại cho Lan Anh, khoe đã nuôi tóc dài, không còn chọc đầu nữa. Tôi phá lên cười, thấy quý mến anh hơn, cô kể, họ bắt đầu nói chuyện qua lại từ đó. Năm 2020, Joe quay lại Việt Nam mong được gặp Lan Anh. Chàng trai Mỹ nói lời yêu nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu. Anh tiếp tục chiến thuật gọi, nhắn tin hàng ngày, kể cho cô nghe mọi điều mình trải qua trên hành trình khám phá thế giới. Chưa có ai tôi có thể nói được nhiều chuyện, tâm sự nhiều điều như vậy. Càng ngày tôi càng thấy yêu cô ấy hơn, Joe nói. Lan Anh cũng đồng cảm hơn với người bạn ngoại quốc, cảm mến anh vì những lời quan tâm, hỏi thăm dịu dàng. Tôi thấy anh cũng hài hước, hay làm trò hệt mình. Ở anh, tôi tìm thấy sự đồng điệu, cô nói. Dịp sinh nhật anh cuối năm 2021, Covid bùng phát nên họ tổ chức sinh nhật qua video. Lần này, cô gái Việt chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ xinh cùng anh thổi nến từ xa. Anh tỏ tình, thấy tôi gật đầu, nhìn nước mắt anh rơi, tôi biết đã chọn đúng người, Lan Anh nói. Bằng tình yêu chân thành vào năm 2021, anh chàng nhiếp ảnh người Mỹ đã nhận được cái gật đầu từ nàng Á hậu. Tình yêu cứ thế một đầy lên, giờ cặp đôi đã có một cái kết viên mãn, hạnh phúc. Chị Bùi Phượng, chị gái Lan Anh và gia đình rất lo khi biết cô yêu một người nước ngoài. Nhưng họ yên tâm hơn khi thấy khi ở bên nhau, cả Lan Anh và Joe đều vui vẻ, hài hước và thích trêu chọc nhau, khiến những người xung quanh cũng hưởng nguồn năng lượng tích cực. Joe tỉ mỉ, cẩn thận, quan tâm sức khỏe Lan Anh và luôn động viên em học để phát triển bản thân. Quan trọng là cả hai rất kiên định với lựa chọn của mình nên gia đình ủng hộ các em ấy, chị Phượng nói. Hiện tại, Lan Anh đang hoàn thành việc học tại Việt Nam và trong tương lai cô sẽ sang Mỹ sống cùng chồng. Cặp đôi thích đi du lịch và khám phá cả thế giới cùng nhau. Lan Anh còn mong muốn sau này được tham gia nhiều dự án dành cho người khuyết tật và người bị điếc. Tôi cũng muốn làm việc cho dự án dành cho người khuyết tật, giúp người điếc nói riêng và người khuyết tật nói chung có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống, Lan Anh nói. Cô cho biết, cộng đồng người điếc nhỏ hơn nhiều so với cộng đồng người nói, lại dùng ngôn ngữ riêng nên cơ hội tìm bạn đời rất khó. Tuy nhiên, Lan Anh luôn tin vào tình yêu. Chỉ cần tự tin, lạc quan và luôn nỗ lực, chúng ta sẽ tìm ra con đường phù hợp và người sẵn lòng đồng hành cùng mình trong cuộc sống, giống như Joe và tôi đã tìm thấy nhau, cô nói.